Rồi, ok, này lên đi. Rồi, bữa nay FHB cũng sẽ tiếp tục nạp thêm một gói nữa, là gói thứ hai. Gói này là gói được gọi là gói pha lê nhé em, gói pha lê, gói chợ pha lê để chúng ta mua nha. Chúng ta mua cái rương cấp cao này thì chúng ta sẽ nhận được những cái pha lê này khi mà chúng ta đã cấp độ nha. Đó là mục đích để mình mua cái gương này nha. Ngoài ra thì em có thể nạp thêm một số gói bớt up. Hiện tại là nhà pha lê của mình cấp 25, mình không có nạp cái gói đó. Gói pha lê, trung tâm pha lê này cũng sẽ đang chuẩn bị nạp lên gói 25 luôn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ nạp cái gói này, cái gói chợ nha. Thì hiện tại mình đang xài cái phiên bản Gamuta nên em chỉ cần bấm vào lúc này thì chúng ta sẽ bấm vào chữ này. Hiện tại nó sẽ chuyển cho chúng ta qua bên ngay chỗ cái này luôn. Mỗi lần anh em vô thì anh em sẽ có một cái mã xác nhận. Mà xác nhận này thì chỉ có cái app chúng ta mới nhận được thôi nha. Khi mà chúng ta bấm lấy mã xác nhận thì chúng ta sẽ nhận được cái mã này 199727. Anh em chỉ cần nhập vào 199727. Chỉ có chủ app chúng ta mới có được cái này thôi nha. 199727. Đúng rồi, 199727. Rồi, chúng ta lấy lại cái mã khác đi nha. Rồi, 557422. Đăng nhập. Chúng ta đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ nạp những gói nha anh em. Và tiền chúng ta sẽ nạp thẻ ở đây thì chúng ta sẽ quét qua ngay chỗ cái Gamuta. Chúng ta quét bằng các cái cổng thanh toán, có thể là tùy theo cái số điểm, số tiền mà anh em nạp. Ví dụ như giờ anh em nạp tầm khoảng 100.000 thì nó sẽ cho anh em bấm vào những cái phương thức hồi video trước cũng như là cái giai đoạn trước thì mình cũng có chia sẻ anh em rồi. Anh em chỉ cần làm như thế thôi là được nha. Đây, bấm vào Gamuta thì tự Gamuta sẽ chuyển cho anh em một cái mã quét. Anh em chỉ cần quét thôi là sẽ tự động thanh toán nha. Vậy thôi chứ không có gì hết. Rồi, bây giờ mình không cần nạp để mình check thử coi. Mình check thử là mình đủ hay không, mình đủ để mình mua cái quà hay không, mua gói quà hay không. Rồi, check là một lần nữa. Hiện tại là chúng ta cần mua gói gì. Gói gì thì trong đây nó sẽ có. Bấm vào đây. Thì chúng ta sẽ có một cái gói kho báo nhiệm vụ nha. Đọc kỹ cái tiêu đề để chúng ta nạp nó chính xác chứ không thôi là chúng ta nạp nhầm gói nha. Kho báo nhiệm vụ, chọn nhân vật. Nhân phải B07 của mình đang chơi. Rồi, chọn gói giá trị. Chúng ta xem. Của máy chiến tranh bữa nay anh em đang nạp khá là nhiều nè, còn mình thì mình không có. Chúng ta không có điều kiện, FPV chỉ cần nạp một số gói thôi. Khác. Nhà sau khoa học tờ săn ngọn lửa chiến tranh. Kho báo nhiệm vụ, thấy chưa? Đấy. Kho báo nhiệm vụ là chúng ta chỉ mua một lần, hạn nó sẽ sử dụng trong thời gian mà chúng ta sẽ chơi cái sự kiện cũng như là chúng ta chơi KVK nha. Kho báo nhiệm vụ cần bao nhiêu điểm? Cần 1499 điểm. Được chưa? 1499 điểm. Hiện tại là mình được 500 thì mình phải nạp thêm 1000 điểm nữa, 1000 điểm. Thì mình phải nạp tầm khoảng 300k nữa nha anh em. Thì anh em cứ để cái giao diện của Gamuta lên. Tắt này đi, Gamuta này. Này, thanh toán 300k. Rồi, bây giờ mình chỉ cần quét cái mã thôi. Momo là chúng ta chỉ cần bấm vào cái mã quét mã thì tự nhiên nó sẽ thanh toán cho chúng ta. Đấy, rồi ok, giao dịch thành công nha. Giao dịch thành công. Rồi payment success là chúng ta đã giao dịch thành công thì chúng ta cứ qua bên giao diện này thanh toán thành công. Bên đây nó sẽ tự cập nhật điểm cho chúng ta. Quá là nhanh luôn nha anh em, rất là nhanh. Rồi chúng ta chỉ cần bấm vào lại cái nhân vật của chúng ta. Gói khác nè, đó. Kho báo nhiệm vụ nha, kho báo nhiệm vụ. Check lại một lần nữa xem đúng hay không. Bởi vì FIB chúng ta cần phải thận trọng, kho báo nhiệm vụ chính xác nha. Thì chúng ta không có nhiều điều kiện nên là chúng ta phải nạp thông qua cách này. Check cho nó kỹ. Kho báo nhiệm vụ xíu nữa mình click nhầm nhà khảo cổ học phải không? Bấm vào đây. Kho báo nhiệm vụ, bấm chữ đổi.
nhân vật server mana 151 đó, một rương gỗ liên minh, chi tiết quà thì chúng ta sẽ nhận được trong này nha, kho báu nhiệm vụ, được chưa? Ok, chính xác đó, nhận đó, chúng ta đã đổi quà thành công, cũng bị trừ điểm luôn nha anh em, nó cũng bị trừ điểm rồi. Ok, bây giờ chúng ta chỉ cần vào game thôi, chúng ta check. Chúng ta đã được một cái gương gỗ nếu như chúng ta mua một cái kho báu nhiệm vụ đó, rồi vào đây lại check lại. Thấy chưa, chúng ta đã xong rồi. Ok, nó bây giờ chỉ cần chúng ta đến cấp độ nào chúng ta sẽ nhận cấp độ đó, nên nhìn thấy không, tới là chúng ta sẽ chỉ nhận thôi. Ok chưa, quá là ngon, dễ như thế thôi. Vào trong đây thì chúng ta sẽ được một cái gương, nên nhìn thấy không, FPB giờ nào kho báo nhiệm vụ đấy. Rồi, ok, coi như chúng ta đã trải nghiệm xong cái việc mà chúng ta nạp trên Gamuta cái gói thứ hai.